Xin kính chào quý vị khán giả. Ban biên tập rất hân hạnh khi được gửi tới quý vị những thông tin đặc sắc mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Ngày 16 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, sáng sớm cùng ngày, người dân trên địa bàn phát hiện một người đàn ông đã tử vong trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cử. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông CHTA, sinh năm 1984, là phó hiệu trưởng trường dân tộc nội trú ở tỉnh Lạng Sơn. Người đàn ông đi cùng với đoàn từ Lạng Sơn vào Nghệ An công tác, khoảng hơn 5 giờ sáng cùng ngày, người đàn ông mặc áo phông quần đùi đi giày thể thao đang đi thể dục trên đường Nguyễn Văn Cừ thành phố Vinh thì bất ngờ ngã xuống nằm bất động trong tư thế nửa người. Một số người dân nhìn thấy chạy đến kiểm tra, phát hiện người đàn ông đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng, vì lãnh đạo phường Hưng Phúc cho biết, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường để chờ các cơ quan cấp trên có mặt điều tra theo thẩm quyền. Trước sự việc đau lòng này, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường Hưng Phúc đã đến động viên chia buồn với đoàn tham quan của nhà trường. Hiện thi thể ông TA đã được đưa vào nhà xác chờ gia đình vào đưa về quê an táng. Nguyên nhân người đàn ông này tử vong đang được cơ quan chức năng làm rõ, nhưng nhiều giả thuyết nghi ngờ nạn nhân bị đột tử.